Bay lạnh anh chị. Từ nãy giờ em ngồi đó thấy run quá trời. Gì đâu run, bạn quê đâu? Dạ em ở Trà Vinh. Em tên Đức, Lê Đức. Lê anh Đức. Dạ em 26. Anh 6 làm nghề gì? Dạ em làm kỹ thuật cho một công ty in. Làm được bao nhiêu năm rồi? Dạ em làm 5 năm rồi. Kỹ thuật in ha. Rồi. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. À, dễ thương quá đi, thật là đáng yêu. Em xin chào chị Cát Tường. Anh xin chào anh Quỳnh Linh và chào quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Thị Cẩm Linh. Em năm nay 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. Cụ thể là em làm việc gì mà... Em làm bên hàng hóa order cho công ty nước ngoài. Linh quê mình ở đâu Linh? Dạ em ở Sài Gòn chị. Ở Sài Gòn hả? Trước tiên là chị thấy Linh rất là xinh. Dạ. Có ai đeo đuổi mình không? Cũng có chị. Sao mình không chịu? Tại em thấy không hợp với lại lớn tuổi. Ủa em không thích lớn tuổi hả? Lớn hơn khoảng em chừng 4 tuổi đổ lại. Hoặc em lớn hơn tuổi. Trời ơi gì ngu lạ vậy. Dạ. Anh bên đó hơn em 1 tuổi đó. Anh 26 được không? Dạ được chị. Được ha. Dạ. Sở thích của em là gì? Em thích nấu bánh. Nhưng mà nấu rất là dở. Không sao, thích là được rồi. Thì mỗi lần mà dở nhưng mà phải ép cho bạn trai em với lại gia đình em ăn cho hết. Không ăn hết là em dở nè. Điều này hơi căng. Căng rồi nha, làm dở ăn. Hèn chi mấy anh kia anh chạy mất tiêu. Ủa nhưng mà anh thích làm bánh gì mà ép mà bạn trai em ăn tính em bỏ nhau gì vậy? Dạ bánh em làm bột mì, em quậy trứng xong cái em chiên lên. Xong rồi cái em trét sô-cô-la lên nữa. Trời ơi. Này là thập cẩm luôn hả? Bánh gì kỳ lạ vậy? Tôi nghe không có hấp dẫn gì trơn vậy. Bạn trai kia nghe bánh nó thấy thì sao? Dạ em thấy cũng hơi thèm thèm mà không biết ăn được không. Ngon lắm á anh ơi. Đấy, nãy giờ bạn đó là có cái nghề làm bánh. Làm bánh ép ăn á. Ngoài cái công việc chuyên môn mình, bạn còn có tài gì nữa không? À, em biết hát ru con. Ru con? Dạ. Tập dần dần làm ba đúng không? Dạ. Đâu, em... ru thử một khúc coi, coi như bên đây là con đi. Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi. Gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loang. Anh gói tay tôi để ôm chuyện xưa cũ, gói tròn trong tuổi nhớ. Dạ hết. Trời ơi ngọt à nha, ngọt à. Giọng ca này anh Nguyễn Linh cũng ganh tị á nha, ngọt á em. Hát ru mà hát bài này ai mà ngủ nổi. Cũng dễ ngủ quá anh Nguyễn Linh ơi. Vậy hả, vậy còn em thích cái người đàn ông như thế nào? Dạ, vui vẻ, hòa đồng. Với lại nhìn men men chút nữa chị. Giống như Johnny Trí Nguyễn vậy đó. Trời ơi, ít quá ha. Không thích. Đầu hói. Bụng bự. Bụng bự đẹp mà, bụng bự ngủ ôm. Đụng chạm nha, đụng chạm nha. Thôi đụng chạm nha. Với lại em không thích bạn trai mà hả hung trộm em. Hung trộm là sao? Giống như chưa xin phép em mà đó hung. Phản xạ tự nhiên là em tán một cái là không thấy trời đất luôn. Trời ơi. Trời ơi là trời. Quá dữ. Bộ đó giờ có nhiều người trộm lắm hả? Dạ có người trộm bị em quýnh đi luôn. Đi đâu? Đi mất tiêu, xách dép bỏ chạy luôn chị. Thôi mình bớt bớt lại đi, tại mình dễ thương, người ta mới hung trộm. Nó phản xạ chưa? Ơi. Ôi, nhưng mà nếu mình đi xin thì cho không? Để coi coi, nếu được thì em cho. Bạn trai bên kia muốn hung là nhớ xin đàng hoàng nha. Dạ em nhát lắm, không dám hung ai đâu. Thế dù lấy vợ xong rồi ở Trà Vinh hay là ở Sài Gòn? Dạ ở trên này. Ở Sài Gòn có nhà chưa? Dạ chưa. Chưa, giờ lấy vợ thì sao? Lấy vợ thì bây giờ ở nhà thuê thôi anh. Có xin tiền ba mẹ mua nhà được không? Dạ cái này chắc phải mua số chứ. Bạn đẹp trai. Chào mừng bạn đến với kênh Kết Nối Tình Yêu. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn với video hôm nay. Đi làm về ngủ không hả? Dạ. Qua những mối tình đó thì em thấy cái điều gì mà nó nặng nhất khi mình chia tay và chúng ta cần gì để không phải chia tay nữa? Cần nhất trong một tình yêu đó là sự chân thành. Nếu mà giả dối nhiều quá thì cái tình yêu không đủ lớn, mình sẽ không vượt qua được mọi thử thách. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Bên kia Johnny Chí Nguyễn đó. Em chỉ cần một người con gái dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, tôn trọng và nói chuyện lễ phép với người lớn. Cái đó là quan trọng lắm. Rồi, bây giờ chị hỏi em nè. Em nghĩ lý do tại sao mà em chưa có bạn trai? Em làm việc trong môi trường nữ nhiều, cũng có người làm mai em. Lần đó chưa vậy cái anh đó nắm tay em cái em hết hồn quá cái em về luôn. Nắm tay chuyện bình thường mà mới cũng... gặp mà giống như mới đụng chạm nắm em tay mà hết hồn. Nói chung không thích ai đụng chạm mình hết. Dạ giống như mới gặp mà chị đụng cái em sợ. Gặp bao lâu mới đụng được? Nó cũng chưa biết nữa chị ơi. Ví dụ giờ được thì em cũng tính tới hôn nhân luôn chưa?
Để em coi trước cái chị. Chưa biết. Coi gì? Coi mặt á hả? Dạ giống tính tình với chị. Ví dụ được á thì có định tiến tới hôn nhân không? Nếu được. Được không? Đó mặt có được không? Được. Được không? Dạ nếu được thì em cũng tiến tiến. Nhưng mà giờ bạn chị ở nhà thuê em chịu ở nhà thuê không? Thì hai đứa cố gắng. Mắc rễ không? Nó dạ em hỏi mẹ em lại nữa em cũng chưa biết. Có mẹ em ở đây không? Dạ hôm nay em đi với anh trai với lại bạn. Anh ruột hả? Dạ, đâu anh trai đâu. Dạ, chào anh. Dạ, chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Anh thấy vậy là được rồi đó. Tới luôn đi lên. Tới bây giờ tới đâu? Bây giờ là quyền huynh thế phụ nè, giờ anh có chịu bắt rễ không? Bắt rễ luôn, cho miếng tái căn nhà ở luôn. Trời ơi. Bữa nay được lắm hay sao vậy? Trời ơi, mặt tiền sáng sủa hay hàng chi ông anh bắt rễ cho nhảy tốc độ vô lên. Quá dữ, lần đầu tiên thấy ông anh chịu chơi vậy đó trời. Dạ cảm ơn chị. Anh số 1 luôn á. Anh còn mấy miếng đất? 2-3 miếng gì á. Mấy anh chia bớt em. Trời ơi, được hên quá, có anh thì quá trời quá rồi. Nhưng mà thường thiên hạ người ta hay nói ở rễ là mất cái nhuệ khí của đàn ông. Em có nghĩ vậy không? Cái đó thời xưa thùng kiến rồi vậy. Mới gì mất nhuệ khí là không? Tôi đâu có nói gì đâu. Ủa mất nhuệ khí là mất mới nhuệ khí đàn ông ở rễ mà bỏ hả? Bỏ đi anh. Đâu có gì bỏ. Ở rễ là ở rễ. Anh ở rễ nè. Đó là do tôi biết mà. Tôi đụng chạm mà nhưng mà dễ thương lắm, cặp này xứng đôi đó. Phước ba đời mới lấy được người vợ mà tao nói mình nhờ giả được. Trời dễ thương lắm em ơi, có đất rồi, có đất xây nhà rồi em ơi. Có người thân đi theo không? Hai ông anh. À hai ông anh bên kia, hai ông anh. Thử hai ông anh đây chịu chơi không nha. Dạ chào anh. Dạ chào chị, chào anh Quỳnh Linh. Dạ. Nếu mà em nó được thì dắt về chị Quỳnh chạy tôm với câu cua. Anh có chạy tôm đúng không? Trời ơi, chạy tôm khó lắm à. Trời ơi, vậy là quá được rồi, quá được rồi. Sao anh thấy cô bên kia được không anh? Tiền em bên thôi. Trời, mấy ông anh thì dễ quá ta. Rồi, kéo màn lên. Ví dụ nuôi cho ao tôm với cho miếng đất thì được à. Chuẩn bị 2 phút dành cho hai bạn bắt đầu. Mời bạn quay qua. Chào bạn. Trời, gặp gái gì đâu mà. Gì vậy, gì cuối không vậy trời. Gì cuối sợ như vậy. Dạ em tự nhiên em thấy nó rung lại anh ơi, hồi nãy hết luôn. Cho chàng hối tay cho đỏ rung đi. Em nói đi. Em không biết nói gì hết trơn. Hồi nãy anh tính làm gì anh quên ta. À đúng rồi, tặng quà. Đừng có nắm tay nha. Dạ không nắm đâu. Xin thì mới được nắm. Xin đàng hoàng nha. Anh tặng em món quà làm kỷ niệm nha. Xin nắm tay cái coi được không? Không, em xin. Em thấy anh sao? Cũng dễ thương. Tính tình thì em chưa biết. Tại em chưa tiếp xúc. Tính anh cũng hơi khó lắm. Nhìn anh thấy đâu khó đâu mà anh khó làm sao? Anh khó ở trong, chứ không phải khó. Khó trong. Anh khó là giống như anh khó làm sao đó. Tại vì bây giờ á, anh cũng gia đình anh cũng hối cưới vợ rồi. Vì anh muốn nghĩ tới một người, anh muốn quen một người con gái á, thì anh muốn là người con gái đó phải biết nội trợ. Em sao? Biết làm bánh đó. Em biết làm bánh. Anh không ăn bánh hoài được đâu, anh bán cơm chứ. Em thì làm cũng được mà không ngon lắm. Kệ, đừng để anh đi ăn phở ngoài được à. Anh hay bừa bãi nên người đó phải gọn gàng nên anh khó. Ủa kỳ vậy? Anh khó thì anh phải gọn chứ. Thì tại anh không gọn nên anh mới kìa một người như vậy. Vậy ủa vậy là kiếm người vậy làm ô xin hả? Dạ em chỉ nhờ thôi chứ em không có bắt. Còn đến đó bắt em dọn thì nhiều khi em cũng dọn vậy, em ngoan lắm. Cảm nhận về bạn gái như thế nào? Lúc đầu nghe nhìn giọng nói. Nhìn đây nè, ông nhìn đâu không dám nhìn vô mặt người ta mà cảm nhận cái gì? Dạ em đang cảm nhận giọng nói rồi, từ lúc đầu á. Em nhớ lại cái giọng nói đó thì nó khác bây giờ lắm. Em có nằm mơ thì cũng không ngờ là cô ấy xinh vậy luôn á. Nói quá ha, cách nói quá ha. Em lấy hết can đảm rồi đó. Lù khù giá cái lù chạy tốt ha. Em thấy anh cũng đâu nhát đâu. Ừ. Chắc là bộ nhát hay sao quá chị. Thôi em thấy không có nhát. Bộ cuối xuống không dám nhìn quất câu nào trúng câu đó. Nói gì nữa ta? Sở thích của em là cái gì? Em thích đi du lịch, thích xem phim, cà phê với bạn bè.
sau cái chương trình này á có 2 cái vé đi xem phim thì anh anh mong là em đi với anh nha. Ai đưa? Bởi vì em hỏi cô ấy xem có nếu mà đồng ý thì có vé. Ví dụ tôi không tặng vé thì sao? Ghê, ghê. Được 2 vé miễn phí không anh? Đúng rồi. 2 vé phí. Ví dụ tôi không tặng vé thì sao? Không tặng vé hai đứa mình đi riêng hay em? Ai rồi. Ý là người ta bấm chuông để tặng vé gì? Đừng có bấm chuông em để cho tốn tiền mua vé. Chị cứ dìm em không à? Dìm đâu dìm? Nãy giờ tôi đưa lên không nó dìm đâu. Tự nhiên sao nay em run quá? Anh cũng vậy luôn á. Em thấy anh có run sao? Nổi ra gà rồi đó, trời ơi đó. Em nổi ra gà với anh rồi đó anh à. Trời ơi, thiệt tình luôn à. Anh chỉ muốn nói câu cuối là bấm nút tiền. Em trả lời đi, câu cuối luôn đó, bấm. Thôi nghỉ thôi, hai người đi luôn đi. Thử mua vé đi, coi luôn đi. Bấm đi em, thử bấm. Bó tài. Rồi đó, hai người tự đếm tự bấm luôn đi. Số 3 hay số 1 chứ anh? Hai người đếm, muốn đếm số mấy đếm? Số 3 2 1 Trời ơi. Không. Bây giờ làm sao mà về xin xỏ gì được thì tôi mới tặng vé. Không xin là coi như ăn bập tay, nãy có nói rồi đó. Dạ em không xin đâu, em nhắn lên không xin đâu. Không xin là không tặng vé. Dạ thôi. Dạ thôi em không hung đâu. Thôi mình nắm tay được rồi em. Nắm tay nhẹ nhẹ thôi nha. Trời, nắm tay mà nhẹ nhẹ thôi. Tay anh lạnh lắm.